gần cặp kênh, phía sau chợ trường học Long Khánh luôn. Vị trí cực kỳ thuận tiện anh chị ơi. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Bảo Thiện đang có mặt tại xã Long Khánh, thị xã Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang. Giới thiệu cho cô chú và anh chị hai công đất vườn phía sau chợ trường học Quý Bang. Vị trí rất thuận tiện luôn. Thiện thấy là vị trí này anh chị có thể là về đây cất nhà mà làm vườn, hoặc là mình có thể là thiết kế để mình cất nhà trọ rất là đẹp luôn nè. Dạ, trước khi giới thiệu chi tiết về cái mảnh vườn này, Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình nha anh chị. Đường của mình đó là đường đan. Đường này Thiện thấy là rộng tầm khoảng là 1m8 đến 2m luôn á anh chị. Thì đường này các loại xe ba gác, các loại xe lưu của mình nó đi vào thì thấy khá thoải mái ha. Đã thế mình còn cặp kênh nữa nè anh chị. Thì có con kênh này anh chị có thể là xả thải và tưới tiêu cho cái vườn của mình á, rất là chủ động luôn ha. Đó. Ở đây thì điện nước wifi sẵn có cho mình. Và anh chị xem nè, người dân sống cũng đông đúc luôn ha. Đó, dân sống ở đây khá là nhiều luôn. Người ta trồng kiểng mai nè, ôi chà ơi, người ta trồng bưởi nè anh chị. Bưởi đây tốt quá. Công nhận xứ Long Khánh của mình trồng cây tốt kìa. Ui, có người trồng sầu riêng rồi anh chị. Đó, trồng sầu riêng này ha. Một số anh chị đang đi lái. Lái này Thiện thấy là lái mít nè. Đó, nhìn ké này anh chị. Đó, người ta đi lái mít nè anh chị. Wow, mít quá ha. Ui, giật mình mày. Đó, lái mít nha anh chị. Đó, thì cái tuyến đường này anh chị đi thẳng nè. Đi thẳng chỉ tầm khoảng là 200m thôi là anh chị sẽ gặp với đường tỉnh lộ 868, con đường rất là huyết mạch của xã Long Khánh mình cũng như là khu vực thị xã Cà Lậy mình luôn nha cô chú và anh chị ơi. Thì ngay đó là mình có chợ trường học Quỹ Ban, tất cả tiện ích quán xá xã hội của mình là ngay đó luôn. Thì khu vực này dân sống đông, yên bình, nhưng mà đi đâu cũng gặp hàng xóm hết. Anh chị về đây ở thì cũng rất là yên tâm luôn nha. Đất đó anh chị thấy không, khu vực này đất cũng khá là cao ráo luôn hen. Dạ, cái vị trí này mà anh chị ra thành phố Hồ Chí Minh á, tầm khoảng là 75 cây. Và anh chị về thành phố Mỹ Tho tầm khoảng là 25 km nha cô chú và anh chị. Thì đây mình cũng gần chợ trường học Quỹ Ban nữa, chỉ có là 200m thôi. Còn ở vị trí này mà anh chị ra trung tâm thị xã Cà Lậy á, thì hơn 2km nha anh chị ha. Dạ, cặp kênh nha anh chị. Rất là thích luôn. Rồi, bây giờ Bảo Thiện xin được đưa anh chị vào sâu bên trong cái mảnh vườn của mình, giới thiệu kỹ cho anh chị cô chú mình dễ hình dung nha. Đó, đường của mình chị xem nè, cũng khá là rộng luôn ha. Đất mình tổng diện tích là 2000m² nha anh chị. Đây Thiện quay vô cây bưởi cho anh chị xem nè. Cũng khá là sai trái luôn. Khu vực này người ta trồng cây tốt quá em. Đây nè, bưởi nè. Thích quá ha. Dạ, và mảnh đất ngày hôm nay Bảo Thiện xin giới thiệu cho anh chị nằm ngay đây nha. Dạ đây. Thì đất của mình có tổng diện tích là 2000m². Thì mình có một cái lối đi riêng thì hiển thị trên sổ cho mình nha anh chị. Tức là mặt tiền giáp với con đường này là 2m, thì mình sẽ có chiều sâu vào là 40. Thì bắt đầu mình nở hậu ra cái phần diện tích giống như là hình chữ T vậy đó anh chị. Đó, thì xin đưa anh chị vào sâu bên trong cái thửa đất mình xem và nắm rõ hơn nha anh chị ơi. Đây mình có một cái con mương ranh với lại là hàng xóm kế bên mình ha. 40m là tới độ vị trí cái chuối này nè anh chị. Là mình có một cái lối đi riêng 2m hiển thị trên sổ. Thì đây là đường đi riêng của mình. Mình có thể là tự trải đan cho đường nó thông thoáng đẹp hơn nha. Vị trí này thì Thiện thấy là cũng khá là hợp cho anh chị cô chú mình có thể là về đây mình cất nhà trọ này, hoặc là mình nghỉ dưỡng ha. Đây, vô đây là mình có một cái phần diện tích nở hậu. Wow, phía sau đây là gia chủ mình đang trồng sầu riêng nè anh chị. Rồi có dừa nữa hen, có mít nữa nè. Cũng thích quá ha, cũng đẹp quá anh chị ơi. Giống như cái lối đi riêng đi vào một cái khuôn viên nghỉ dưỡng vậy đó. Thì Thiện thấy như thế này nó cũng rất là yên tĩnh và đẹp luôn nha anh chị. Thiện kiếm cái lối đi vào sâu bên trong chỉ cho anh chị xem được cái từng cái miếng sầu riêng cho dễ hình dung nha anh chị. Đây, Thiện vào sâu bên trong rồi anh chị ha. Thì trong đây là cái phần diện tích nở hậu ra giống như chữ T của mình đó anh chị. Và mọc chung quanh nó đã lưới hàng rào 40 của mình rồi nè. Đó anh chị thấy không, ranh móc thì cũng khá là rõ ràng luôn. Thì ở đây thì gia chủ mình đang lên lít trồng ổi nè anh chị. Ổi nha, thích quá ha. Đó, lá xanh mơn mởn luôn. Trồng mít nữa nè. Và có chen vào sầu riêng như thế này nữa. Ui, có bưởi nữa. Trời, số này trồng bưởi thích ghê. Rất là tốt luôn á anh chị ạ. Đó, sầu riêng hen. Trời ơi, thích mê luôn á anh chị. Thấy vô đây là cảm giác khác hẳn so với lại không gian bên ngoài luôn. Ổi nè, sầu riêng, bưởi nữa.
Có dừa nữa nè anh chị. Thích quá ha. Dạ. Dạ, thì Thiện xin nhắc lại diện tích nha. Đất của mình có tầm khoảng là 2 công, thì mình có mặt tiền tiếp giáp với đường đan là 2 mét, có chiều sâu vào là 50 thì bắt đầu nở hậu ra chữ T nha anh chị, nở đều nhau hai cạnh. Thì mình có phần hậu kết thúc với bề ngang là 61 mét. Thì đây là cái phần hậu nở ra của mình nha anh chị. Thì với bề ngang tầm khoảng là 50 thì mình sẽ có chiều dài và 40, và kết thúc với chiều ngang là 61 mét. Đất của mình dạng giống như chữ T vậy đó anh chị. À, thì trên đất anh chị thấy đây là mình có được tầm khoảng là 6 lít ha. 6 lít đang trồng sầu riêng nè. Rồi có trồng ổi nữa anh chị. Có trồng dừa, mít nữa. Và Thiện thấy là mít và ổi của mình đều cho thu hoạch luôn rồi nha anh chị ơi. Ôi, Thiện thấy có rất là nhiều loại trái cây luôn nha. À, thì đất ở dưới khu vực Long Khánh của mình nó là cực kỳ tốt luôn anh chị ơi. Hay, ổi này là ổi Đài Loan nha. À, cho năng suất cũng khá là ngon luôn á anh chị. Đó, anh chị về đây á, Thiện thấy là có quy lợi sẵn. Thì quy lợi của mình ở đây là ổi nè. Một số cây là có cho trái sẵn cho mình như thế này luôn rồi nha cô chú và anh chị ơi. Đó, đất của mình á, thì hệ thống tưới tiêu đầy đủ luôn nha. Đó, anh chị về đây thì cũng rất là chủ động luôn. Phía sau đất mình còn có thêm một con rạch nữa. Phía trước mình thì có con kênh, nói chung là rất là thuận tiện vấn đề về đường nước luôn. Sầu riêng của mình thì còn nhỏ, tầm khoảng là 1 năm tuổi thôi. Thì anh chị cô chú nào mình muốn đầu tư về sầu riêng á, thì anh chị phải đầu tư thêm 3 đến 4 năm nữa nha. Còn nếu như hiện tại thì mình lấy ngắn nuôi dài thì ở đây gia chủ mình có trồng sẵn là ổi nè, rồi có trồng mít. Ui, mít của mình cũng cho thu hoạch luôn rồi nè anh chị. Đó, mình lấy ngắn nuôi dài hen. Tại vì Thiện thấy đất ở đây rất là tốt luôn, và trồng các loại cây ăn trái như là ổi nè, rồi mít nè, rồi phía sau sau kia là chủ có trồng dừa nữa. Rất là tốt luôn á anh chị. Dạ. Đó, đi giáp giáp sơ cái mảnh vườn của mình cho anh chị hình dung ha. Rất là đẹp luôn. Thì chủ ở đây cũng vừa mới gọi đắp mô lên thêm, nên là dinh dưỡng của cây mình cũng rất là tốt luôn. Đó, giáp ranh của mình trồng sầu riêng tốt quá hen. Dạ. Thì Thiện sẽ nhắc lại về toàn bộ thông tin về cái mảnh đất vườn của mình nha anh chị. Đất vườn của mình tổng diện tích là tầm khoảng 2 công tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đất của mình mục đích sử dụng là đất cây lâu năm nha, với mặt tiền tiếp giáp với đường ô tô là 2 mét. Mình có chiều sâu vào 50, bắt đầu nở hậu ra chữ T nha anh chị. Trên đất mình thì có rất là nhiều loại cây ăn trái. Đây, ở đây mình có dừa nữa nha. Ui, rất là sai trái luôn. À, rồi mình có sầu riêng nè, rồi có mít, rồi có ổi nữa. Nói chung là rất là ok luôn. Đó. Và hết toàn bộ diện tích đất 2 công của mình thì gia chủ bán với giá là 700 triệu một công ha. Đất mình thì có một cái vị trí cũng khá là đẹp luôn, phía sau chợ trường học ủy ban, cách chỉ có tầm khoảng là hơn 300 mét thôi. Đó, anh chị cô chú mình có thể là về đây cân nhắc cái mảnh vườn này, cất một ngôi nhà vườn nghỉ dưỡng hen. Rồi mình có thể là mình mở quán cà phê nhỏ nhỏ ở đây cũng được nè. Đó, mình có thể tận dụng theo cái sở thích của mình nha. Dạ. Đó là toàn bộ thông tin về cái mảnh đất vườn rất là đẹp, nhiều loại cây ăn trái, sau chợ trường học vị ủy ban, vị trí thuận tiện tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dạ, anh chị cô chú quan tâm hoặc có nhu cầu ra đất sớm là trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em Bảo Thiện 0789 096379 hoặc anh Đình Khang 0367 090298 để chúng em hỗ trợ tư vấn trực tiếp đến xem vườn, thương lượng, chốt cọc cho công chứng liền tay chính chủ nha anh chị. Dạ, hãy ủng hộ chúng em với một lượt đăng ký nha. Kính chào cô chú và anh chị. Hẹn gặp lại anh chị cô chú ở những video tiếp theo nha. Bảo Thiện xin kính chào ạ.